Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ văn chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng các em, chúng ta sẽ cùng đi thực hành phần tập làm văn, luyện viết tiểu sử tóm tắt trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập 2, trang 63. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy lên YouTube search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông. Tại đây, chúng ta hãy nhấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Sau đó, chúng ta sẽ vào kênh. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào trình danh sách phát để theo dõi được những video bài giảng của kênh. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Sau đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Với bài học luyện viết tiểu sử tóm tắt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 2, chúng ta sẽ nắm vững được hơn cách viết về tiểu sử tóm tắt. Qua đây, kết quả mà các em cần đạt được đó chính là các em viết được bản tiểu sử tóm tắt. Sẽ cùng cô đi giải thích vì sao văn bản giới thiệu về một cá nhân. Đọc ở trong sách giáo khoa trang 63, phần về tác giả Lưu Quang Vũ. Tại sao chúng ta xác định được đây là một văn bản tóm tắt? Bởi vì văn bản đã có giới thiệu về một cá nhân. Ở đây, cụ thể là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và văn bản này, nội dung của nó đã thuật lại một cách trung thực, khách quan, ngắn gọn mà đầy đủ những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Lưu Quang Vũ. Như là tác phẩm đã giới thiệu về tiểu sử của nhà thơ, năm sinh, năm mất và quê, và tóm tắt lại toàn bộ những cái thời kỳ mà tác giả bắt đầu làm thơ từ giữa những năm 60, đúng không? Và nói ra những cái phong cách của nhà thơ này, đã viết ra từ những tác phẩm đầu tay Bầy Ong Trong Đêm đến tập Mây và Trắng, cô xin lỗi, Mây Trắng Của Đời Tôi, thì đến đầu những năm 80 thì cuộc sáng tác của Lưu Quang Vũ thì có bước ngoặt quan trọng, đúng không nào các em? Chú ý trong sách giáo khoa giúp cô, tác giả của bài viết này theo từ điển văn học đã tóm tắt lại toàn bộ được những nội dung, quá trình, những phong cách thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Và cuối cùng còn tổng kết lại được rằng là nhà thơ là một nhà nghệ sĩ tài năng, sáng tác trải qua nhiều lĩnh vực như là làm thơ, viết kịch, sân khấu, viết truyện ngắn và tiểu luận. Như vậy, văn phong của bài viết này rất là cô đúc, trong sáng, không bình luận tỉ mỉ và kỹ càng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Trong văn bản Lưu Quang Vũ, phần 1 thì tác giả giới thiệu về nhân thân của Lưu Quang Vũ. Phần 2, tác giả nói về sự nghiệp thơ ca của ông. Phần 3 thì nói về sự nghiệp sân khấu của ông, như cô đã phân tích. Và số 4 là đánh giá khái quát về sự đóng góp của ông cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Là đối với Lưu Quang Vũ, cái còn lại lâu hơn là cả thơ, là những tập thơ ghi lại chân thật những bước ngoặt thăng trầm của chính cuộc đời ông. Như vậy, sau khi mà cô cùng các em đã đi tìm hiểu văn bản mẫu, là văn bản tóm tắt về nhà thơ Lưu Quang Vũ, thì cùng tổng kết lại như sau. Các nội dung cơ bản của tiểu sử tóm tắt được thể hiện như sau. Đầu tiên, ý 1 là giới thiệu khái quát về nhân thân, họ tên, ngày tháng năm sinh, gia đình của tác giả mà mình lựa chọn. Nội dung số 2 là hãy kể ra các hoạt động xã hội, là làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người như thế nào. Thứ ba, khi chúng ta tóm tắt tiểu sử của một cái nhà thơ, nhà văn, thì chúng ta cần đưa ra được những đóng góp cũng như là những cái thành tích đạt được của nhà văn đó. Thứ tư, trong bài viết đánh giá viết tóm tắt tiểu sử là chúng ta hãy đánh giá chung về vị trí của nhà thơ, nhà văn trong nền văn học Việt Nam nói chung. Có một đề bài của các em như sau, là chi đoàn em sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội Liên hiệp của Thanh niên thành phố. Hãy viết tiểu sử tóm tắt của đoàn viên đó. Ở đây thì nếu mà chúng ta muốn tóm tắt thì chúng ta phải giới thiệu
Như thế nào nhỉ? À, trước khi viết tiểu sử tóm tắt, chúng ta cần xác định. Đầu tiên là mục đích của tiểu sử tóm tắt. Và yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt. Số 2 là nội dung chúng ta trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt. Thứ 3 là chúng ta cần tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết. Thứ 4 là chúng ta sẽ tiến hành viết bản tiểu sử tóm tắt. Nội dung và kết cấu của bài viết thì mục đích là giới thiệu sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn, khả năng, những thành tích đã đạt được của ứng viên đó. Nội dung của bản tiểu sử là chúng ta sẽ xác định được họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và chức vụ đảm nhận, các khả năng và những thành tích mà đoàn viên đó đã đạt được. Chúng ta viết theo kết cấu đã học. Đầu tiên, ở trong bản tiểu sử, em hãy giới thiệu khái quát về ứng viên như là họ tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, trình độ chính trị, nơi sống và học tập. Cái bài này rất là dễ cho các em viết rồi. Bước số 2 là chúng ta sẽ thể hiện liệt kê ra, xác định những năng lực, kết quả học tập và cái đơn vị công tác của ứng viên. Xem ứng viên đó có những năng lực gì và kết quả học tập có thành tích đạt được như thế nào, cao hay là xuất sắc. Thứ ba là chúng ta hãy đánh giá, nhận xét chung về năng lực, uy tín của ứng viên khi mà được ứng cử vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên của tỉnh, thành phố. Cô ví dụ cho các em một đoạn như sau. Ở đây, chúng ta sẽ giới thiệu về đoàn viên và những năng lực của đoàn viên đạt được để chúng ta ứng cử. Ví dụ như là Đoàn Thị Kim Cương sinh năm 1993 là một trong những đoàn viên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Hòa Minh. Cương sinh ra trong một gia đình hiếu học tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Bố mẹ là nông dân nhưng rất thích quan tâm đến việc học. Chị của bạn cũng đạt kết quả cao trong học tập, nay đã là sinh viên của trường Đại học Trà Vinh. Bản thân bạn Cương thì 12 năm cắp sách đến trường cũng gặt hái được rất nhiều thành tích, không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động của đoàn, của đội. Những năm đầu tiểu học, 5 năm liền bạn đều là học sinh xuất sắc của trường với số tổng kết điểm rất cao. Bạn cũng sớm bộc lộ nhiều tài năng khác của mình và trở thành một gương mặt hoạt động sôi nổi, năng nổ trong công tác đội. Những năm học trung học cơ sở thì Cương luôn là đội viên xuất sắc. Năm học lớp 9, Cương tham gia đội tuyển học sinh giỏi trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, vòng tỉnh và đạt giải khuyến khích môn lịch sử. Và các em theo dõi, và chúng ta sẽ miêu tả tiếp là khi tốt nghiệp thì đến với học trường phổ thông, đúng không? Và trong quá trình học trường phổ thông thì bạn đã làm bí thư chi đoàn rất là gương mẫu và là người duy nhất của trường đạt giải nhất cuộc thi nhật ký viết về Bác vào năm lớp 10. Vậy thì hiện nay Cương là một đoàn viên xuất sắc của chi đoàn lớp 12 và kết thúc học kỳ thì bạn đạt danh hiệu sinh giỏi và giải khuyến khích môn lịch sử thi cấp tỉnh. Và chúng ta có thể nhận xét được rằng và những thành tích bạn Cương đạt được, đây là kết quả của một quá trình phấn đấu, học tập và rèn luyện không ngừng. Và Đoàn Thị Kim Cương là tấm gương sáng để học sinh chúng ta noi theo. Với bề dày lịch thành tích ở trong học tập và hoạt động đoàn đội, thì Cương hoàn toàn xứng đáng trở thành một ứng viên sáng giá của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Như vậy, ở trong bản tóm tắt về những cái sơ yếu lý lịch cũng như là những cái năng lực, những cái thành tích mà bạn Cương đạt được, chúng ta sẽ nhận xét để cho thấy được rằng bạn Cương rất là xứng đáng để là ứng viên ứng tuyển vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, đúng không nào các em? Vậy thì cô, nếu mà chúng ta viết tiểu sử tóm tắt của tác giả Nguyễn Trãi thì chúng ta cần làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ với mục đích là cho người đọc biết tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, những đóng góp của tác giả Nguyễn Trãi đối với hội văn học và xã hội. Trong nội dung thì chúng ta sẽ xác định được họ tên, tên tự, tên hiệu, năm sinh, năm mất, quê quán và những hoạt động đóng góp của Nguyễn Trãi đối với nền văn học Việt Nam. Các em hãy chú ý lên bản trình bày của cô những cái nội dung quan trọng khi mà chúng ta viết tóm tắt tiểu sử của tác giả Nguyễn Trãi. Đầu tiên là giới thiệu nhân thân, thứ hai là quá trình hoạt động, thứ ba là những đóng góp với xã hội, với văn học, những cái giá trị tác phẩm, và chúng ta đặt Nguyễn Trãi vào trong vị trí lịch sử văn học dân tộc, và cuối cùng là đánh giá chung về tác giả Nguyễn Trãi. Các em hãy theo dõi lên bảng phần trình chiếu để chúng ta tham khảo phần chúng ta viết tiểu sử tóm tắt về Nguyễn Trãi.
các bạn và các em học sinh thấy video này nhanh thì chúng ta sẽ đặt ở chế độ xem chậm, sau đó chúng ta sẽ theo dõi kịp thời nội dung của bài giảng nhé. Như vậy, cô cùng các em chúng ta đã đi luyện tập viết tiểu sử tóm tắt, cách học cách viết tiểu sử tóm tắt và cách trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 2, trang 63. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những bài giảng của các môn học khác. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những video bài giảng tiếp theo.